Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Ất Mão sinh năm 1975 năm Mạng. Người tuổi Ất Mão 1975 mệnh đại khai thủy, tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt và có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của người này chính là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi những người khác. Về vận trình cuộc sống, tuổi Ất Mão năm Mạng sinh năm 1975 sẽ được làm rõ qua những phân tích luận giải sau đây. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Gia chủ Ất Mão sinh năm 1975 năm Mạng, có cung mệnh thuộc cung Tốn, trực bế, mạng đại khê thủy, nước khe lớn, khắc sơn hạ hỏa, con nhà hắc đế phú quý, xương con mèo, tướng tinh con rơi, ông quan đế độ mạng. Có thể khái quát tử vi chọn đời năm Mạng Ất Mão sinh năm 1975 thông qua bài thơ sau. Số tuổi Ất Mão như vậy, đại khê nước lớn, nước chảy về thiên nhiên, thu đông sinh thuận mới yên, thanh nhàn sung sướng, sáng kiến nhiều nghề. Xuân hạ lỗi số bị chê, giàu có làm đặng, công thần cũng lo. Xét qua trong đạo vợ chồng, hoa thơm hương nhụy trăng vòng tròn gương. Chẳng qua gãy gánh giữa đường, duyên sau chấp núi mới yên gia đàng. Tiền bạc làm có trong tay, ba chìm bảy nổi, đổi thay gia đình. Số phải xa mẹ khắc cha, thất vương lập nghiệp, tiền tài, thịnh hưng. Tổng quan, tuổi Ất Mão là người sống độc lập, tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm, không chờ vào bất kỳ ai. Cuộc đời họ dù gặp phải nhiều khó khăn vất vả, nhưng về sau, thành công, danh toại, ý chí, công sức được đền đáp xứng đáng. Tuy phải trải qua nhiều gian khổ, nhưng họ có đời sống tinh thần vô cùng phong phú, lạc quan, yêu đời. Tuổi Ất Mão rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống. Bởi vậy, họ thường gặp nhiều may mắn, hưởng thọ lâu dài, từ 80 đến 95 tuổi. Bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ vận trình cho mình. Sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được các thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, đạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân, trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên, tuổi Ất Mão sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 5 và 9 âm lịch, tình duyên có phần kém may mắn, phải trải qua nhiều cuộc tình mới tìm thấy một nửa đích thực của mình. Có một số người tuổi Ất Mão quá kén chọn trong việc tìm người bạn đời, bởi vậy họ thường có xu hướng kết hôn muộn. Tình yêu chân chính phải đến từ trái tim, đồng cảm và sự thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Ất Mão sinh vào các tháng 6, 7, 11, 12 âm lịch, tình duyên thuận lợi, sớm gặp được ý trung nhân, đôi lứa yêu nhau say đắm. Khi kết hôn có cuộc sống gia đình hòa thuận, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Gia đạo công danh. Năm Mạng Ất Mão may mắn thuận lợi cả về hai yếu tố gia đạo lẫn công danh. Cuộc sống ban đầu còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng về sau được hưởng tài lộc sung sướng. Chỉ cần có ý chí và lòng quyết tâm bền bỉ, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua. Tuổi hợp làm ăn. Tuổi Ất Mão là những người nhanh nhẹn, thông minh, sáng suốt và có phân tích nhạy bén. Khi làm việc, họ tập trung cao độ, không bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì. Dù có phải trải qua khó khăn thử thách, tuổi Ất Mão cũng sẵn sàng vượt qua. Tuy nhiên, để công việc được suôn sẻ thuận lợi, họ nên hợp tác cùng với tuổi Quý Sửu, Kỷ Mùi, Bính Thìn, Nhâm Tuất.
Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với người tuổi Bính Thìn, Nhâm Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, tâm đầu ý hợp, thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với nhau. Nếu Ất Mão kết hôn, với những tuổi kể trên sẽ có được cuộc sống sung sướng, hòa hợp, ổn định, cả đời không lo thiếu thốn, khổ sở. Kết hôn với người tuổi Ất Mão, Mậu Thìn, Tân Dậu, cuộc sống dù không giàu sang phú quý nhưng cũng không phải chịu khó khăn, thiệt thòi. Có đời sống tình cảm phong phú, vợ chồng hòa thuận, chung sống chung thủy, nghĩa tình. Kết hôn với những người tuổi Mậu Ngọ, Quý Hợi, Quý Tỵ cần phải lắng nghe, chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa mới có thể tìm được tiếng nói chung trong mối quan hệ. Trong cuộc đời, tuổi Ất Mão có giai đoạn kém may mắn, không thích hợp làm ăn lớn hay tiến hành những công việc quan trọng như ăn hỏi, cưới xin, đó là vào các độ tuổi 16, 22, 28, 34, 38 và 40. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử của mình mà tuổi Mão được mọi người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Những người sinh vào các tháng 2, 4, 8, 9 và 10 và 12 âm lịch có số đào hoa, có nhiều người thương thầm nhớ trộm, đời sống tình cảm phong phú. Tuổi Đại Kỵ, để công danh sự nghiệp tình duyên được thuận lợi hơn, người ta thường tránh những tuổi không hợp với mình. Nam mạng Ất Mão kỵ với tuổi Giáp Tý, Bính Dần, Giáp Dần, Mậu Thân, Nhâm Tý và Canh Thân. Nếu đã kết hôn với những người tuổi Kỵ với mình, bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi thực tế hai người có hợp nhau hay không còn tùy thuộc vào thái độ của từng người. Nếu nhường nhịn, quan tâm nhau, hai bạn sẽ có đời sống hôn nhân, hòa hợp, hạnh phúc. Năm khó khăn nhất. Trong cuộc đời sẽ có giai đoạn tuổi Ất Mão phải đối mặt với nhiều khó khăn ập đến cùng lúc, công việc gặp nhiều khó khăn, thậm chí là họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm nếu muốn vượt qua. Lúc ấy tình yêu chính là liều thuốc tinh thần giúp cho họ có thêm động lực chiến đấu với khó khăn thử thách. Nhưng thật không may mắn, dường như tình yêu của họ cũng rơi vào tình trạng rạn nứt đổ vỡ. Trong cuộc sống, có những lúc khó khăn dồn dập, nối tiếp nhau khiến con người vô cùng mệt mỏi, nhưng nếu bạn mạnh mẽ đối mặt, tuổi Ất Mão sẽ ngày càng trưởng thành và tự tin hơn. Để tăng cường vận may về tình duyên cũng như có được sự thuận lợi trong công việc, Nam mạng sinh năm 1975 nên thỉnh đeo vòng tam hợp Hợi Mão Mùi để phù trợ cho mình. Vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não màu đỏ mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên mã não này còn có khắc hình ba linh vật Hợi Mão Mùi giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân, duyên lành, tương trợ cho người đeo, giúp vận trình cuộc sống và công việc luôn được thuận lợi, hanh thông. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý vị gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, tuổi Ất Mão là người thông minh, có ý chí kiên định và sự sáng tạo. Họ luôn cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để xây dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Để tăng thêm may mắn cho mình, tuổi Ất Mão mỗi khi tiến hành một dự án kế hoạch quan trọng nên chọn giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ để xuất phát. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, đây là khoảng thời gian chập chững lập nghiệp của Nam mạng Ất Mão. Tuy công việc còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng nhờ vào sự kiên trì và may mắn về tài lộc, họ sớm ổn định, có được sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, 23 tuổi cần đề phòng vấn đề sức khỏe. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, ở độ tuổi này tình yêu có rất nhiều dấu hiệu mâu thuẫn tạ nứt. Dù rất bận rộn trong công việc, nhưng người tuổi Ất Mão nên dành thời gian để quan tâm, chăm sóc người bạn đời, gia đình của mình. Trong giai đoạn này, sự nghiệp vẫn có sự phát triển ở mức ổn định. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, cung tình duyên gặp nhiều may mắn thuận lợi, gia đình hạnh phúc, tài lộc dồi dào. Đây là khoảng thời gian thuận lợi để đầu tư kinh doanh lớn, phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, năm 31 và 32 tuổi cần đề phòng bị kẻ xấu hãm hại và lừa gạt. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, 36 tuổi, 37 tuổi cần chú ý những vấn đề về sức khỏe, không nên chủ quan, coi thường nhẹ bệnh. Từ 38 đến 40 tuổi, công việc có nhiều tiến triển tốt, cuộc sống sung sướng, không lo thiếu thốn. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, ở độ tuổi này, Nam mạng Ất Mão làm việc gì cũng phải cẩn thận, chậm rãi nhưng chắc chắn, không nên nóng vội, ẩu đoảng, nếu không công việc sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Cung tình duyên có phần may mắn hơn, gia đình có nhiều niềm vui, hạnh phúc. Từ năm 46 tuổi đến năm 52 tuổi, nhìn chung ở giai đoạn này tuổi Ất Mão có cuộc sống ổn định, công việc thuận lợi, gia đình hòa thuận, không vướng phải những chuyện âu lo, buồn phiền. Tuy nhiên, vào những năm 46, 47 và 52 tuổi, cần đề phòng mất mát tài sản. Từ năm 53 tuổi đến năm 55 tuổi, ở độ tuổi 53, Ất Mão có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đến năm 54 và 55 tuổi, cần đề phòng bệnh cũ tái phát, hao tiền tốn của, chữa bệnh.
từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi. Những khó khăn gian khổ qua đi, đây là giai đoạn tuổi Ất Mão được sung sướng an nhàn đủ đầy, nên tích cực làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khác để tích đức cho con cháu sau này. Luận giải tử vi năm mạng Ất Mão 1975 về vận hạn tình duyên, gia đạo và sự nghiệp. Thay vì phải đến các thầy phong thủy xem tử vi, quý vị gia chủ 1975 năm mạng có thể đọc phân tích luận giải từ chúng tôi. Mọi luận giải trên đây đều được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu của Phong Thủy Gia Cát, đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết, chính xác, hữu ích và có thể hỗ trợ cho quý vị gia chủ chủ động trước những thuận lợi hay là khó khăn trở ngại trong cuộc sống của mình.